Một người đang làm việc lành, tâm đang hoan hỷ nhưng gặp tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Ngay thời điểm đó tâm họ sợ hãi thì họ sẽ đi lên hay đi xuống? Quý vị làm sư nhớ đến ông Hoàng, hình như ông Hoàng Mắc Kha Lý hả ta? Coi như là cái ông Hoàng dòng tộc Thích Ca đó. Có lần ổng đến ông hỏi Đức Thế Tôn, đó là bạch Thế Tôn, trên đường đi đến gặp Đức Thế Tôn đó, con thấy có những con voi nó chạy ẩu, con thấy có những con ngựa nó chạy ẩu, con thấy có những cỗ xe nó chạy ẩu, hoặc là con thấy có những phường kẻ cướp. Thì những cái trường hợp đó đó, nếu như mà do voi, do ngựa, do xe hoặc do những kẻ ác như vậy mà nó giết con mình, con chết bất đắc kỳ tử á, thì con đi lên hay đi xuống? Đức Phật trả lời như thế này: giống như một cái cây mà nó nghiêng về một bên, thì khi nó đổ nó sẽ ngã về nơi nó đã nghiêng. Cũng vậy, một người mà làm thiện, một người làm thiện thì cái thiện họ nhiều á, thì khi họ chết bất đắc kỳ tử thì họ do cái quả của cái việc thiện đó họ sẽ đi lên. Do cái thiện nó họ quá nhiều đi. Còn một người mà đã làm ác ấy, thì khi họ chết bất đắc kỳ tử do cái nghiệp ác đó thì họ sẽ đi xuống. Còn quý vị nói mà nó sợ đó, thì xin thưa là cái tâm hoảng hốt đó, nó chỉ trong một cái tích tắc thôi, nó không có đủ đâu, nó không có đủ đâu. Tại vì nếu như mà nó đủ để ảnh hưởng á, thì Đức Phật đã nói tới rồi, Đức Phật đã nói tới rồi. Thành ra có những cái vấn đề chúng ta phải giải quyết bằng cái tạng kinh, chứ còn chúng ta lôi vi diệu pháp ra chúng ta nói, có nghĩa là trong một cái tích tắc là có bao nhiêu cái gì, cái dòng tâm thức nó xuất hiện thì nó kẹt quá. Xin lấy ví dụ như một cái cô con người thợ dệt, con gái người thợ dệt, trong lúc đang quán tưởng cái đề mục sự chết ấy, đang đem cái nguyên liệu vật liệu cho cha, trong vừa đem thì vừa quán tưởng, thì cái con thoi đó cái con thoi dệt đó, nó bị lỗi và nó văng trúng ngực của cô gái, và cô này cổ chết. Thì xin thưa là cái chuyện mà nó văng trúng cổ một cổ chết đó, nói cho ngay là nó hết hồn, đầu tiên nó hết hồn, và sư không nghĩ là chết ngay lập tức đâu, có nghĩa là trúng phát chết liền. Ngay cả người bị thủng tim á, xin thưa một người bị bắn trúng mà xuyên tim mà thủng tim á, thì họ cũng vài phút hả, 1 phút 2 phút rồi sau đó họ mới chết vì cái chuyện là mất máu khẩn cấp. Cho nên là cô gái nói là chết liền chứ chắc có lẽ là cổ cũng còn thời gian để mà hít thở chứ. Đấy. Do đó nên có sự yên chí ha. Nhưng mà yên chí là chỉ với cái người thường xuyên thực hành giáo pháp, thường xuyên làm các thiện pháp mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta thường ngày chúng ta dễ vui thì chắc cái vụ mà làm các việc lành này chắc nó không thấm vào đâu đâu nha. Còn cái chuyện quý vị đang nói là đang làm các việc lành, đang làm thì sư theo cá nhân sư á, cá nhân sư thôi ha, cá nhân sư, tại vì cái này nó mang tính chất tổng hợp của kinh tạng, tức là nếu mà trong khi đang làm việc lành á thì cái khả năng mà chúng ta đi xuống nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn là cái khả năng đi lên. Bởi vì chúng ta đang làm việc lành thì chúng ta đang có cái tâm hoan hỷ, thì cái chuyện mà mình đi xuống
nó khó. Tại bởi vì ngay lúc đó chúng ta đang được cái nhân lành nó nâng đỡ chúng ta, nhân lành nó đang nâng đỡ. Mặc dù cái hết hồn, cái sợ đó, cái hoảng đó, nó không, nó sẽ không đến mức đâu, suy nghĩ nó sẽ không đến mức đâu.